Chuyển sang một thông tin y tế quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, số bệnh nhân nhập viện do biến thể phụ của Omicron ở Thái Lan đã cao hơn số bệnh nhân phải nhập viện do các bệnh phổi theo mùa như là cúm hay là virus hợp bào hô hấp. Một trong những chuyên gia y tế hàng đầu của Thái Lan mới đây đã bày tỏ quan ngại về sự lây lan nhanh chóng của các biến thể phụ thuộc chủng Omicron tại Thái Lan. Theo tiến sĩ Manun Lichawangong, một chuyên gia về bệnh phổi tại bệnh viện Vichayut ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, số ca mắc COVID-19 do nhiễm các biến thể phụ của chủng Omicron đã liên tục gia tăng kể từ tháng trước. Trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân, tiến sĩ Manon lưu ý rằng riêng bệnh viện Vichayut trong tháng trước đã xác nhận 986 ca mắc COVID-19 dương tính với biến thể phụ của Omicron thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh và xét nghiệm PCR. Ông Manon lưu ý rằng số bệnh nhân nhập viện do nhiễm biến thể phụ của Omicron cao hơn số bệnh nhân phải nhập viện do các bệnh phổi theo mùa như cúm và virus hợp bào hô hấp RSV. Phân tích của tiến sĩ Manon phù hợp với một báo cáo do Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố vào ngày 2 tháng 11, cho thấy các ca bệnh nhiễm biến thể phụ của chủng Omicron đang gia tăng trên toàn cầu.